Rồi bắt đầu là nay cũng là gần cuối năm 2019 rồi các em. Thì chỗ shop xe máy cũ thì đang thanh lý một số các dòng xe nữa. Thì trong video này thì mình cũng báo giá từng chiếc và nói rõ về hình thức mua bán và số lượng của xe nó như thế nào. Thì mời các em là tham khảo để chọn cho mình những chiếc xe mà vừa ý nha. Thì trên màn hình của các em đây là một chiếc Quay RS. Quay RS nha các em. Xe này thì nói chung thì cũng còn được, xe này là 2014. Nhưng mà về phần dàn đồng của nó thì dàn áo đồ cũng còn rất là đẹp. Các anh em có thể nhìn thấy rõ. Thì xe này chỗ anh Cường đang bán với giá là 6 triệu nha các anh em. 6 triệu. Rồi tiếp theo nữa là chiếc Leader nha các anh em. Thì xe này là 2014. Thì xe này cũng là xe FE các anh em, nói chung là phun xăng điện tử. Thì dòng xe này là của hãng Honda. Nói chung là cũng giá nó thì nếu mà xe mới thì giá nó cũng tầm trung thôi, tầm ba mấy bốn chục thôi. Nhưng mà dòng xe này thì nói chung cũng về cái độ bền bỉ của nó thì cũng rất là tốt. Chạy thì cũng không có hao xăng lắm, nói chung là cũng tầm 40 cây trên 1 lít. Thì xe này anh Cường đang bán với giá là 12 triệu nha các anh em. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc Winner. Chiếc Winner 2016 nha các anh em. Ủa 2017 với lộn. Xe này là 2017 nha các anh em. Thì xe này thì nói chung là ok hết rồi, cũng còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Anh em nào thích thì xe này chắc các thanh niên mua. Thì những anh em nào mà cảm thấy thích thì liên hệ anh Cường để anh Cường anh bán lại. Thì xe này anh Cường anh đang bán với giá là 22 triệu nha. Xe còn rất là mới chứ không có cũ lắm đâu, nói chung là mới đẹp. Xe như trên hình, trên màn hình của các anh em luôn nha. Đó, đúng xe trên màn hình của các anh em luôn là 22 triệu. Cũng còn mới lắm các anh em ơi. Rồi tiếp theo nữa là chiếc A-Black. Chiếc A-Black này thì rẻ thôi nha các anh em. Xe này là 2015. Thì chiếc này là bây giờ là còn đang bán với giá là 14 triệu nha các anh em. Xe này hồi trước kia có bán rồi nhưng mà vẫn chưa bán được nên là bây giờ là hạ thêm là còn 14 triệu. Đó. Các anh em nào cảm thấy ưng ý thì liên hệ shop để lại cho. Tất cả các xe đây đều giấy tờ đầy đủ hết, nói chung là giấy tờ hợp lệ hết cho các anh em nghe. Rồi tiếp theo nữa là chiếc Quay Alpha nha các anh em. Xe này thôi chứ mới len keng, nói chung xe này mới chạy chừng khoảng 200 cây thôi, chưa tới 1.000 cây. Nói chung là xe này rất là đẹp luôn, chưa có đụng chạm một cái gì hết, ngay cả cái lốp cũng chưa có bơm vô luôn. Nói chung là xe này mua mới về sau là nó y nguyên như vậy, nguyên riêng hết luôn, giấy tờ đầy đủ hết cho các anh em. Nếu như mà mua xe mới thì tầm khoảng mười mấy triệu, nhưng mà ở đây xe cũ thì anh Cường anh đang bán là 8 triệu nha các anh em. Tại vì xe nó mới gọi là mới luôn á. Xe này mới chạy chừng có 200 mấy coi à. Đó. Tất cả đều còn mới len keng hết. Nói chung là xe này mới mua và chạy được chừng khoảng 2-3 ngày gì đó các anh em. Xe này chạy được 265 coi. Đó. Nguyên riêng hết nghe, chưa tăng sơn luôn mà. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc Quay Alpha nữa, cũng màu trắng nữa nha các anh em. Xe này cũng giống như xe kia thôi, không có khác gì hết, mà xe này màu trắng. Thì xe này cũng giá cũng 8 triệu. Xe này mới chạy tầm khoảng 400 cây thôi, nói chung là hơn chiếc kia khoảng 200 cây thôi. Xe này mua về được 7 ngày. Đó, nói chung là mình sẽ cho các anh em xem rõ xe hơn. Xe cũng rất là đẹp luôn. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên ring hết cho các anh em, chưa có đụng chạm một cái gì hết.
anh em mua xe này không khác gì xe mới. Về sang tên đối chủ đều được hết. Đó, xe chạy mới có 400 cây thôi. Còn rất là đẹp. Nói chung là còn nguyên riêng hết nha. Chỉ có tăng sơn rồi thôi chứ không có làm gì đâu. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo nữa là cũng là một chiếc y như chiếc hai chiếc hồi nãy luôn. Chiếc này cũng là quay pha nhưng mà màu đỏ. Thì xe này cũng như tương tự như hai xe nãy thôi luôn, mà xe này giá rẻ hơn xe nãy một xíu nha. Thì xe này là chỉ còn là 6 triệu thôi nha các anh em. Chiếc màu đỏ này chỉ còn 6 triệu thôi. Hai xe lúc trước là 8 triệu nhưng mà xe này thì còn 6 triệu thôi. Thì tại vì xe này thì nó nói chung là nó mua trước cái xe kia nữa nên là nó chạy được nhiều thời gian hơn xe kia nên là giảm cho các anh em là thêm 2 triệu nữa. Giấy tờ xe này cũng đầy đủ hết cho các anh em luôn. Các cái dòng xe này thì rất là nhiều. Xe này chạy được 3.000 cây rồi đó. Giấy tờ đầy đủ hết cho các anh em luôn nha. Xe này nó cũng tương tự như hai xe kia thôi. Rồi tiếp theo nữa là một xe nữa. Xe này là xe Black nha các anh em. Nó cái đời nó cao hơn cái đời hai xe kia mà một xíu. Xe này nó mới ra hơn. Thì xe này cũng vậy thôi. Cũng còn len keng nha. Nói chung là len keng cho anh em luôn. Xe này là 8 triệu nha các anh em. Nói chung là xe này là 2016 là có giấy tờ đầy đủ hết cho các anh em. 8 triệu. Đó, các anh em có thể xem xe này. Rất là đẹp. Black. Đó, anh em có thể thấy thích cái chiếc nào thì chọn chiếc đó. Ở đây thì mình thấy nãy giờ có 3-4 chiếc cũng rất là đẹp luôn các anh em. Đó, những cái chiếc xe đó là đáng để mua. Tại vì xe số mà và các dòng xe của hãng Honda này chạy nó cũng bền và nó lợi xăng nữa. Rồi tiếp theo nữa, ai muốn mạnh hơn nữa thì có chiếc Sirius đây. Chiếc Sirius này thì giá nó thì cao hơn một tí. Xe Sirius này giá là 12 triệu nha các anh em. Xe màu trắng đen. Giấy tờ đầy đủ hết cho các anh em. Công chứng sang tên muốn làm cái gì cũng được hết. Để cho các anh em về sử dụng yên tâm đi, không có lo ngại công an công yết gì hết. Xe này là công an có bắt thì trình bày giấy tờ ra là được hết nha các anh em. Quan trọng là các anh em có đội mũ bảo hiểm hay là có bằng lái đồ hay không thôi. Chỉ còn xe giấy tờ này là giấy tờ đúng luôn của xe luôn. Rồi, chiếc Sirius này là 12 triệu nha các anh em. Rồi tiếp theo nữa là chiếc F150. Chiếc F150 này là 2018 nha các anh em. Xe này là đang bán với giá là 28 triệu. Xe 2018. Xe này là đã sử dụng rồi nha. Rồi nói chung là 28 triệu. Thì anh em nào cảm thấy được thì liên hệ thôi. Chứ còn theo mình nghĩ thì cái mức giá 28 triệu này thì mình thấy cũng hơi cao. Là xe là do anh Cường bán chứ còn nếu như mình bán thì nó lại khác nữa các anh em. Thì cũng tùy thuộc vào xe thôi. Xe anh Cường anh nhập bao nhiêu thì anh bán bao nhiêu thôi. Để các anh em cảm thấy được thì liên hệ nha. Rồi nói chung là cũng gần cuối cái video rồi. Thì mình cũng anh em nào có thấy hụt với chiếc nào thì chọn chiếc đó thôi. Nói chung từ nay đến Tết thì xe số lượng xe ra cũng rất là nhiều nên là các anh em yên tâm mà mua nha. Rồi còn những các anh em nào muốn mua thêm các dòng xe khác nữa thì có thể quay lại mấy cái video mình đang phía trước. Thì nói chung thì cũng có rất là nhiều mẫu mã đa dạng thì cho các anh em lựa chọn. Thì nếu như các anh em cảm thấy những cái xe này không hợp với mình thì có thể quay lại mà mua những chiếc xe để cho nó hợp với mình hơn nha. Rồi mình cũng xin chúc các anh em là chọn cho mình những chiếc xe vừa ấy nha. Rồi xin chào tạm biệt các anh em nha.